Hello, xin chào các bạn. Đó là mình đây. Mình lại quay lại với cả chuỗi video về Phong Vân Tam Quốc. Mình video trước mình đã làm xong nhiệm vụ Tây Tây Quyển. Bây giờ mình sẽ làm bắt đầu nhiệm vụ Ma Vương. Thì ngày hôm nay mình có ngồi mày mò một lúc và mình chạy đến nhận ngũ quan. Quái lạ sao không có nhiệm vụ. Cái này ở trong đây không có hướng dẫn đâu nhé. Rồi các bạn phải lên trên website của group lên lên group của game này để bạn xem. Nó không có hướng dẫn đâu, trên đấy có hướng dẫn. Thì đại loại là điều kiện để mà bạn nhận được nhiệm vụ bắt đầu đánh Ma Vương ấy thì bạn phải gây hấn với bọn thế lực cắt cử địa phương này. Đại loại là bọn bạn đi đánh bọn nông dân này chẳng hạn. Nhưng mà chữ màu 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 xanh này nhá. Xanh nhạt, xanh đậm này nhá. Đấy, các bạn phải đánh nó thì mới nhận được nhiệm vụ. Trong cái thời gian vừa rồi mình cũng không quay video thì mình cũng có chơi, gọi là để mà đánh Ma Vương thì nó phải gọi là có quân mạnh mạnh một chút, cho nên là mình đã đi cày cuốc. Cày cuốc thì mình đã cũng có một số lượng lính khá nhiều, tầm 350, 350 tròn, và một số lính lính gọi là bọn này ở đâu đây, một số bọn hắc ưng này là đánh bọn hắc ưng thủ lĩnh nhá. Nhận nhiệm vụ ở chỗ từ vô sơn ấy, nó sẽ tự tìm với bạn đánh bạn, có thể lựa chọn. Và còn cái này nữa, quên mất không chỉ cho các bạn đầu game là đây này, bọn này này, bọn đầu game tốt nhất là mình nên nên làm cái này trước, quên mất mình chơi mình cũng quên chả nhớ. Đây nhất cái bọn hắc cân anh hùng này là sau nó sẽ nâng cấp lên nữ tướng quân hoặc thánh đao, hay con bọn bọn quân khá là khỏe, gọi là tầm trung, quân tầm trung có kin đặc biệt. Thì bọn này làm sao mà có, là các bạn cầm năm 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 túi thóc, năm túi thóc thóc mà xem mình có cái túi nào. Đợt nào mình không có túi thóc à, thóc thì mua ở đây này, mua ở trong thành này thường có này. Cái này lên nên làm nhé, nên làm đầu game nó rẻ mà có 5 túi thóc được 10 con gọi là dân tị nạn này. Xong mình nâng cấp lên, mình nâng cấp lên thành bọn hoắc cân đấy, cân nên khỏe phết. Nó không không khỏe lắm nhưng mà lại gọi là đánh được. Ô phắc, thục được hai thằng xong lại chạy mất. Bọn này toàn bộ đất ơ đây. Đây này hoắc cân anh hùng này nâng cấp à. Ok, hoắc cân đúng không nhỉ, đây nó nên nó cân anh hùng thì đây bạn, các bạn sẽ có thể đổi bằng cách đây lúa mì nhé, mua 5 cái mình sẽ chỉ luôn, còn mình sẽ chỉ nhanh. Kể các bạn đầu game các bạn có bạn kiếm bọn đấy vừa rẻ vừa đánh cũng được. Cố thị tạp hóa đây không đủ rồi. Ê bọn này bọn bảo vệ hoàng lăng. Ê thôi mình sẽ thôi bỏ qua cái đoạn này nhé, mình sẽ nói cũng nói mồm rồi. What the fuck? Thì đại loại là mua cái túi thóc đấy, thóc rồi. Cái thóc này là để các bạn nên mua nhiều nhé, để trong chiến trường ăn cũng được, để hồi máu. Hai là để đổi 5 túi này, 5 túi nấu mì này thì sẽ đổi được 10 con dân tị nạn. Dân tị nạn nâng cấp các bạn cứ chơi nâng cấp nên sau nó sẽ thành bọn hoắc cân dũng sĩ ở của hoắc cân anh hùng này. Quân anh hùng sau nâng cấp lên thành nữ tướng quân đây. Trông mặt hơi xấu đi nhưng mà khỏe 50 và có kỹ năng bọn này nó có kỹ năng như kiểu là mê hoặc ấy, biến địch thành quân mình ấy, trong trận đánh hay phết, bắn cung khỏe nữa mà cũng trâu đấy. Thì mình cũng cái thời gian vừa rồi mình cũng cày cuốc, mình cũng thu phục được khá nhiều
những thằng gọi là chó lợn, rồi bọn Oman tăng binh, nói chung là quân mình ô hợp lắm. Đây này, bọn bọn Nghiệp Hổ Anh Hùng này cũng khỏe này, bọn này đánh khá hay, nó đi đi chân, nó bắn cung và nó đi bộ thôi, đánh khỏe phết. Ui giời, ông nói thẳng, ông mà lao vào giữa đám nó, ông ngã ngựa thôi, ông xác định luôn, mỗi thằng nó bổ vào cái chết. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ bây giờ sẽ đi làm nhiệm vụ Ma Vương, đánh Ma Vương và Ma Lữ Bố. Thì ở đây là khoáng trường này vào mua tinh cương. Đấy, mình có một cái tật là mình đang làm một cái việc này hay làm một cái tự dưng mình lại làm một cái việc khác. Đấy, tinh cương này rất cần này. Tinh cương thì 20 tinh cương đổi được một cục vấn thiết này nhé. Còn đâu vấn thiết này có thể đổi đấy, huyễn tiên thạch này để xây thành này và đổi đổi vũ khí cao hơn này. Nhưng mà mình cũng vẫn đang không hiểu là làm nhiệm vụ nó được hai cục, lần trước mình chơi cái loát trước của mình chơi kiểu gì mình được ba cục mình xây thành. Bây giờ mình vẫn chưa tìm ra. Mà thôi, chúng ta cứ làm nhiệm vụ trước ạ. Thì chúng ta sẽ chạy đến Nhạn Môn Quan đây nhé. Chạy đến Nhạn Môn Quan. Điều kiện của cái này là phải hoàn thành Tây Quyển và có thù địch với cả bọn thế lực địa phương này. Muốn biết mình có thù địch nó hay không ấy thì các bạn có thể đi vào trong thành của nó này. Nó hiện như này nhé, nó hiện như này, vây thành này. Ngụy Trang đến nút này là mình đã bị như kiểu là bị truy lã của thành này đấy, cho nên là đấy như thế. Còn đâu bình thường thì mình vào nó vào được luôn, nó vào thành được luôn, không có gì khác cả. Thôi thôi, tiếp tục thôi, bắt đầu đi lên đây là sẽ có nhiệm vụ này. Ai làm đúng quy trình là sẽ đi đến đoạn vòng vòng quanh đây là sẽ có nhiệm vụ nhé. Đấy, khi bạn đi đến gần nhà bộ quan phát hiện nó không xa có đội quân mà mình. Đấy, cái này mình cũng phải cảm ơn bạn Hiếu ở trên group. Bạn Hiếu chính là một bạn, bạn ấy cũng là một cái, bạn cũng chỉnh sửa một cái bản của Tam Quốc này, nhưng mà cái bản của bạn ấy thì lại không có nhiệm vụ, chỉ có đến nhiệm vụ Tây Quyển thôi, nhưng mà trong đấy có nhân vật nữ khá xinh xắn. Ok, ta sẽ chạy đến đây. Mình bị nhảy mất một đoạn. Đó là gặp một đứa con gái. Đoạn này nó hay bị lag. Đây này, nó hiện như này được nhé, bạn chọn dòng trên cùng nhé. Đấy, thì bạn chạy quanh quanh đây sẽ có một bọn Đông Hán nó ra nó đánh bạn, tầm khoảng 500 lính. Đấy, thì mình sẽ cố gắng mình đánh đây. Nhiệm vụ này nó hiện đây này, A Tử, A Tử cũng còn có thể gọi là Ida, để cứu chồng nó. Chồng nó thằng đấy sau nó sẽ cho mình súng, mà lính có súng nhá, súng 6 lòng nhá. Đây, bọn 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 đệ mình đã cho nó trang bị vũ khí và gọi là đồ đạc tầm trung để đánh nhau được. Sinh lực đỏ yếu quá. Đây, Lâm Mai với cả Triệu Xu Quân. Phát. Đến đến cái giai đoạn này là mình không thể chênh nghịch chúng nữa rồi, cho nên là mình phải trang bị cho bản thân mình thôi. Mình cưỡi con ngựa, con này lấy ở nhiệm vụ lấy LVC Thái Diện. Con này trâu. Khả năng là cái game này lúc mình chạy nhanh quá nên là lúc loát game nó hay bị nó bị cái đoạn này đánh trong trận này nó hay bị nghe hình, là bởi vì là có thể là cũng do mạng nữa, nó không chậm, độ chất lượng video nó sẽ xấu đi, nhưng mà thôi thì đánh chấp nhận thôi, đã chọn làm video rồi thì làm cố thôi. Tới mình cũng không biết là mình nên chơi game gì bởi vì máy mình nó cùi quá. Hôm nay mình có tải cái Thốt cua Three Kingdom ấy về, nhưng mà không hiểu sao không chơi được. Máy thì đủ cấu hình mà không chơi được. Con ngựa này chơi thâu lắm, hút hút thôi là đủ 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 cái thằng cùi hút thôi là đủ nhất rồi.
lâm mài. Ok, 400 thằng nữa. Bọn này thì cùi thôi. Nhiệm vụ game, cái nhiệm vụ săn lính mình đánh 500 thằng hắc ưng mình còn đánh được cơ mà. Nhưng mà tế bảo sau đánh bọn ma vương ấy nó còn kinh dị hơn nhiều. Tầm khoảng 1000 lính toàn ma quỷ ấy. Ok. Đánh ma lũ bố thì cũng chưa biết thằng ma lũ bố nó như nào. Thấy các bạn ở trên group cũng có một số bạn ấy chơi qua đoạn này rồi. Mà phải nói là cũng khá nhiều người. Bởi vì hầu như trong group đều không phải tất cả, nhưng mà hầu như mọi người đều vào group thì toàn chơi mod này đầu tiên. Chưa nói đến bản gốc nhé. Thì hầu như mọi người trong group toàn chơi cái bản mod này đầu tiên, bởi vì nó đẹp. Bản gốc thì các bạn biết rồi đấy, ai chơi biết rồi, nó xấu thì hủy số phận. Nhân vật nữ nhìn muốn mửa luôn, đừng nói cưới mới cả tán. Kinh dị. Trong đây thì nhiều hot girl rồi, nhưng mà vẫn nhiều con trông kinh dị xấu. Trường Sơn Hoa mặc như kiểu lính La Mã. À đâu, tần quên, bộ đây bộ Tần Quốc tướng quân là đồ của bọn nhà Tần. Bộ đấy có tích hợp với nữ rồi nhé, bởi vì một số bộ hầu như các bộ quần áo ấy, mặc thì nhân vật nữ sẽ không có vếu. Mặc bộ đấy với bộ cân thì nó sẽ có vếu. Nên nó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, ai để ý thì nó thành vấn đề, mà nó không ai để ai không để ý thì nó cũng chẳng thành vấn đề. Bọn bất ơ này, nhà Hán này cùi bắt tập đắt đấy, ném cũng chết. Đá di chuyển khỏe phết đấy, không phải đơn giản đâu. Thôi tốt nhất là mình chơi. Ui voi kìa. Yeah. Đây thành quả của việc đi thu phục đây. Voi. Yeah. Voi nhìn ác chưa? Thì thằng bọn này nó bị lát, ngoài nó bị lát nó đứng yên không chung rồi. Nhưng mà không thành vấn đề, vì bọn nó nghĩ cái giáo là tầm rồi. Giáo và cung. Nó của bọn đấy bọn là bọn xạ tượng phu. Ok, đánh khá là lâu. Con mình chả tổn thất mấy. Hầu như là bất tỉnh thôi chứ không chết. Cái điểm cấp cứu cao. Solo đi. Bọn này thì cứ cho lên nó chí mạng được, bởi vì là nó là tướng, nó không mất chỉ số gì mà nó cũng trâu nữa. À quên, nó không tốn cái gì mà. Úi giời, nhìn nó mai kìa. Con này là ngày xưa nó đánh mình, hồi nó là con trương linh, nó đánh mình không chạy được luôn. Mình thì chơi theo kiểu cung kỵ nhá. Các bạn, nhiều bạn chơi cái bản mod này cũng kêu là nó khó chơi với cả quái nó trâu. Nhưng mà thật sự đấy, bản mod này cực kỳ hay. Các bạn chơi cung kỵ cực kỳ hay, bởi vì nó bắn tầm xa và có như cung tiếp trong game này rất là khỏe. Nhưng mình là mình chơi theo phong cách cung kỵ, nên là mình trang bị hết tất cả các bọn đệ mình là chơi theo cung kỵ. Một số thằng thì chơi kiểu đắt giáo và khiên.
kiếm một kiếm một tay. Tôi nói chung là game gì thì cũng bản mốt nào thì cũng có cái người ta cũng làm cho cách cách để cho mình chơi được thôi. Nhưng thực sự là chơi game này cheat thì không hay. Chơi chỉnh chỉ số lên thì cũng không hay. Mình thì mình thật sự là mình có chơi chơi bản chơi game này, mình có một số mod mình có chỉnh chỉ số. Có chỉnh chỉ số nhân vật lên nhưng mà mình không chỉnh nhiều. Mấy ông trong group toàn chỉnh lên 9999. Thế thì đánh đấm dề nữa, còn gì là vui nữa. Thôi, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn đâu bạn nào thích tự sướng, hiểu những người có thời gian cày thì cũng có thể làm như vậy. Để chơi kiểu chơi theo kiểu thú vui theo kiểu khác, mỗi người một thú vui. Ô à, xạ tượng khu bị giết. Ok, bọn thử bắt mà đây nhìn nó bắn tên như kia kìa, nhìn kìa, nhìn mọi người chết như giả dạ này, nhìn chưa, chết như giả dạ luôn. Bọn cung kỵ của cái mốt này nó rất là hay nhá, nó sẽ đi lệch đường ra với cả quân địch chứ không như nhiều mốt là cứ thế lao thẳng vào thôi. Còn có một số mốt thì nó chạy vòng tròn, cung kỵ nó sẽ chạy vòng tròn. Mốt này thì nó đi lệch ra, kỵ binh sẽ lao thẳng lên và cung kỵ nó sẽ đi lệch sang một phía và mặc định của nó là phía bên tay phải của đội hình. Đây các bạn có thể nhìn nhé, đây này nó lao lên, đây là bọn kỵ binh nhé. Đây nó cung kỵ nó sẽ chạy này, kỵ binh sẽ con hổ sẽ lao thẳng kìa. Cung kỵ hoặc là bọn lính bọn đệ của mình nó có cung thì nó cưỡi cung kỵ, đặc biệt nó có trên ngựa nó sẽ chạy sang bên này ấy. Nhìn chưa, các bạn nhìn chưa đấy, rất là hay. Nhưng mà cái này có một đặc điểm là đây, như gọi thì nếu mà quân kia nó mạnh ấy thì mà không giết được đám tốp lính đầu tiên của nó ấy, thì tốp lính thứ hai của nó sẽ đánh vào ngang sườn quân của mình, sẽ tổn thất đám này. Nhưng bọn này bọn Hán Đình thì nó cùi thôi, đánh hắc ưng mới sợ, ưng cũng sợ kinh dị, đánh nó bọn bắn nỏ bắn khỏe đấy. Bắt được rồi, 30 bắt hết bọn này sau cũng có thể mình thu phục được. Còn cái bọn hoàng gia long kỵ mình không nhớ bản kia mình kiếm ở đâu nữa cơ. Ok ấy, A Tử đây nhìn hơi xấu tí. Ok, bắt giữ tại Nhạn Môn Quan, ngày xảy ra vậy chúng tôi hạ thành này, đánh Nhạn Môn Quan. Để mình ra mình đọc hướng dẫn cái nào. Khi Nhạn Môn Quan chưa vào được Trung Nguyên thì chồng đang đại loạn. Sau khi chấp nhận thì binh đoàn Đông Hán màu xanh tầm khoảng 400 lính đánh bại chúng, xuất hiện ra tại đây công hạ Nhạn Môn Quan. Cái này mình save vào phát đã. Chơi các bạn ấy khuyến khích là chơi bản này thì nó tốt nhất là save vào nhiều server. Nhạn Môn Quan. Ok. Chúng ta sẽ đánh. Ok, sẽ bao nhiêu lính? 300 lính đánh công thành trì. Chuẩn bị công kích. Đợi đến hôm sau đi, để quân mình nó vừa đánh nhau xong hồi đó. Ủa? Nó đã hết một ngày rồi. Chuẩn bị công kích tường thành này, tiếp tục này. Thằng Mã Lương mình cấp 11 này, nên nó sẽ xây trong 2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ trong game. Đấy, đánh luôn. Khiêu chiến tướng trong thành. Đối phương trong thành này nó không có tướng. Tự mình quân công thành. Ok. Game này đánh thành rất hay á. Oh fuck. Thôi, khả năng là mình phải loát lại. Sorry các bạn.
Nghĩ sorry. Sachi. Mình sẽ hạ hạ môn, nhận môn quan. Cái chơi kiểu này làm sao? Chơi cái kiểu này nó để làm sao đi. Chơi chơi cái game này nó lại là chuyện bình thường. Các bạn cứ nói chung là cũng không có gì phải xấu hổ cả. Bởi vì nhiều nhiều khi nhiệm vụ nó lỗi, nó đánh các thứ. Nó lỗi. Ok. Không có gì phải buồn rồi. Rồi. Ok, 2 tiếng đồng hồ. Tự mình cho nó đứng đây. Mình sẽ cẩn thận hơn. Ok. Ế, vào thành này. Yeah. Rồi. Toàn quân xông lên. Hãy bắn tôi đi. Thật phải nói là không có cục đá di chuyển này thì rất là khó chơi. Để bắn chúng cho mình rồi. Đánh đến cái giai đoạn này là không thể nhờn được. Anh em Zono 300 lính. Ok, từ từ á. Thái diễm té xỉu, what the heck? Mình đánh thành theo kiểu ninja luôn. Ok. Đây không phải là cheat nhé các bạn nhé, đây là tính năng của game. Một lần bắn được 3 thằng. 2 thằng, trung bình cứ một lần bắn 2 thằng. 300 cái tên này bắn được tầm khoảng 400. Nửa đấy, nó vẫn còn lính kìa. Chỉ sợ bọn Hán đình thân kỵ thôi, nó bắn cung. Chứ mình leo lên nóc nhà này bọn kia nó không bắn được, nó không đánh được. Ui, nhìn kinh à. Ngã xuống dưới rồi là toi ấy. Nhà bọn bọn Hán đình thân kỵ kìa. Áo trắng kìa. Đúng đấy. Ui giật giật giật. Ui anh hùng. Đúng anh hùng khác một mình solo kìa. Mà anh chết rồi. Hết rồi đấy.
Ok, tiếp tục bạn đột phá tường thành, quân thủ thành ngoan cố bên trong tường chống lại công kích bạn. Oh yeah. Bitch. Ok. Xem tù binh nào. Chả có gì. Bắt tập bọn này. Rồi. Bán tù binh xem trên mỹ phẩm chả có gì hot. Bệ hạ giành được nhận môn quan. Ngài muốn trao nó cho ai? Trao nó cho ai? Ta muốn cho ta. Ok, vâng. Thế là mình đã lập quốc nhá. Cho một thằng nào đó bổ nhiệm hương nhân nào đó. Ngài phải tuần tra Vương quốc Boom HP. Mình sẽ đặt tên là Việt Nam. Ok. Ok, bây giờ mình đi vào lộ trình. Mình một khi mình xây thành xong mình có thể làm, mình có thể xây dựng các thứ nhé. Quản trị thành trì. Chạm. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa tập trung vào cái này bởi vì nó mất nhiều thời gian lắm. Mình sẽ mình có xây xưởng nhuộm ở đây rồi này. Có thể xem xưởng nhuộm của mình. Xưởng nhuộm thì bây giờ mình sẽ giữ tất cả hóa bởi vì nhuộm nó sẽ ăn vải lụa để xây thành. Đấy, bây giờ mình đã có đất nước riêng nhé. Video này khả năng hơi dài. Ngươi gọi, ta muốn hủy chức đại tướng quân của ngươi, ta muốn ngươi rời khỏi chức vụ thừa tướng. Thôi, kệ lắm. Xong rồi. Đọc tiếp nhiệm vụ. Công chiếm nhận quan sau khi ra ngoài xuất hiện hội thoại với Dante. Bạn biết bỡn lại nhưng muốn thu phục thì phải đánh bại Dante trên chiến trường. Tấn công Dante một xanh dương khoảng 150 quân. Ok. Hội thoại không? Ê! What the fuck? Yeah! Đẹp đấy! Ok. Save cái. Tiếp tục. Bạn xưng hoàng đế hiện tại có quân sách phủ trong ok, hiểu rồi. Cái đấy thì mình sẽ chơi xong. Ớt đi. Oh fuck. Ok, giải quyết xong bọn này á. Thằng nào đánh thành của mình nhỉ? Thôi, chúng mày cứ đợi đấy. Ta sẽ sửa mày sau. Cái gì ấy? Ui tên lửa súng. Anh em voi. Ui quân đẹp đấy. Ui Nhật Bản à. Bọn nó có súng không ạ? Ê, đừng có đánh lính của tao. Súng. Ui súng ơi. Bắt thật nhiều bọn này. Mình phải bắt bọn này. Ui. Sao. Ui hay đấy. Súng không ạ? Yeah. Tam quốc có súng. Mình không nói đại bác nhé, mình đang nói đến súng súng hỏa mai ấy. Mình có thể chạy lên đây mình lấy cái thằng nào chết đấy.
súng khỏe thế. Em nhặt cái chùy ở đây, đấy chết ở đây đúng không nhỉ? Ui. Ui, súng này. Ui. Hòa thương bộ binh. Hình như game hình như Trung Quốc với cả Trung Quốc hay Nhật Bản gì đấy. Đã đã. Ai gọi điện nhỉ? Ừ, alo anh nghe đây. Đúng tay. Ờ. Có. In được thì in đúng không? Thế à? Đâu quá. Ở nhà đang ấy. Tiếp có gì dùng ai ấy không? Đấy fuck, ở nhà cũng không được yên, công việc thôi các bạn. Nhưng mà thôi, chúng ta quay lại game không. Ui, súng các ông ơi, súng các ông ơi. Này tôi có, quả này tôi có súng rồi. À, 16 nữa. Càng tốt. Ui, bắn xa đi. Ui. Bắn nhanh thế. Ui, bọn nó chạy nhanh vậy. Nhanh vậy. Ui, tổn thất là nhiều. Nặng nề vậy. Ê. Ui, samurai. Mình cứ tưởng ninja là đã là đẹp rồi, nhưng mà bọn này còn bá đạo hơn. Ngựa toàn ngựa đỏ. Ngon. Ui, không chết. Đừng giết nó để tao. Đừng. Chúng ta phải bắt thật nhiều. Bọn lính mình nó không có vũ khí cùn nên là đánh nó toàn, nếu mà để nó giết thì nó toàn giết chết thôi. Đợt này tổn thất cũng được. Ui trời. Đừng giết hết nó. Bắt đi. Bắt. Thực sự thì cũng đây cũng không phải lần đầu mình thấy game này nó có súng, nhưng mà cái bản mốt này ấy, lần đầu tiên mình nhìn thấy nó có súng các ông. À, quên các bạn ạ. Quên đấy, mình với cả các ông. Ok. Không biết là trận này sau trận này có được tí súng nào không. Xem tù binh, bắt hết. Hòa thương bộ binh. Xem trên đại phẩm. What the fuck? Không có súng. Ok được rồi. Một số chim là bộ thuộc này. Thế này có đan tê rồi. Từ ngươi nói. Đoạn này mình sẽ đọc, bởi vì là mình đây là lần đầu tiên mình chơi đến nhiệm vụ này. Video này khả năng là hơi dài hơn tí. Chúng tôi đi theo đúng đó. Ok. Mục tiêu Lạc Dương. Để đọc. Bại quân này. Xem bọn này hay đấy. Từ từ nhá, xây vào cái. Mỗi lần chơi xong là phải xây vào ra một cái mới. Ok. Rồi, ok xem nào. À, thằng khốn này vừa lấy. Khốn. Yeah.
mạn không. Không hiến dâng tính mệnh cho bất kỳ ai dù là danh nghĩa cá nhân, không có căn cứ tự. Thằng chó này. Ờ, đình chiến cũng được. Ok. Mẹ nó lấy một mình 100. Thằng chó. Việt Nam và Giang Đông. Anh mình phang chiếc cụ đi. À, xin lỗi. Phang luôn. Láo. Láo tuét này. Giang Đông mày xa lắm lắm. Mẹ khốn này. Giết. Sao phải xoắn nhỉ? Chó. Ừ, chơi luôn. Mẹ tao solo mày luôn. Cái này là chức năng đấy, chắc đây là lần đầu tiên trong video của mình đánh. Ừ. À đấy, chạy ra chỗ cái cờ đâu à? Ở đây. Là khiêu chiến tướng nhá. Lần đầu tiên mình đánh trong video này là mình đánh tướng. Ơ tôi chết. Gồng bạch từ thứ đu mất về. Mình ra trận luôn. Mình sẽ solo cái tướng của nó nhá. Khốn này, thằng tự góc này, thằng bít này. Cầm mũi thương ghẻ. Nó sao? Nó sao? Thật ra cái này nó có cái chích đấy. Nó chết rồi. Zolo. Toàn quân xông lên. Ôi, đéo biến như siêu nhân ấy. Ê khôn, sao mình lại đánh quân mình nhỉ? P, ok. Nó chạy hết kìa. Ơ, sao lại thành địch? Hai đứa này được thành địch à? Đó là cái đấy, nó là một cái gọi là cái kẽ hở của game nhé. Cái lúc mình giao chiến mà mình nhấn X nên là nó sẽ gọi ra con đệ, bọn đệ của mình ấy, hai ba con đệ của mình ấy. Lúc đấy nó sẽ đánh hộ mình luôn. Ok. Mình có mỗi thằng nhẫn giả. Tí khả năng xong cái này mình sẽ đi. À quên, sao lại tí. Bao giờ xong xong hết cái nhiệm vụ mình sẽ đi thu phục nhẫn giả. Nhưng mà bọn súng này hay lắm. Súng này không biết có mua được ở đâu không. Bắt đầu khôn ra đấy. Chạy đi thôi chứ còn làm gì nữa. Thánh đao này, thánh đao này, con này bắt. Thánh đao, thánh đao. Hộ vệ này. À. Hộ vệ kiếm khách. Nhím 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 nhím. Cúp nhẹ cái chết này. Vẫn còn à? Đúng thế.
lên cấp. Bạn lên cấp 48. Ok. 61 thằng. Zolo luôn. Lên hết. Ơi. Ơi đợi tao, đợi tao. Đứng đứng nào trước thế. Đâm không trúng thằng nào. Thế nó mình cười, tôi lại bắn lính của tôi. Nhìn bọn này như cả bọn vịt ấy. Bị quay ấy. Nhìn tên bắn. Chạm nhẹ cái được 1000 kinh nghiệm. Chồng chồng ông kia ông lên đạn này. Lên đạn này. Sẽ là tù binh của ta. Thôi thả nó đi lấy danh dự. Xem tù binh này. Anh hùng này. Thánh đao này. Hộ vệ kiếm khách này. Cân chiến sĩ. Đại lực sĩ. Kinh châu. Đấy, không cần. Bán hết 10.000 tiền. Nó được cái tay này. Ừ, đao này hay ấy, tí cho thằng nào cầm bây giờ nhỉ? Xem nào, cho thằng nào cầm. Lên hết cấp rồi. Ê, cho mày cầm luôn. 87. Ê, đấy. Lên cấp rồi à? Cưỡi ngựa. Vật lý. Ok, vương dị. Vương dị. Bắn cung. Agi. Nhổng bạch. Ơ 90. Bắn cung. Xuân xuân hoa. Con này cho bắn cung 8 rồi à? Ngực chiến đi. Để nó cầm đồ được. Mãn sùng. Mãn sùng cho AV đi. Bắn cung cho 8. Thằng này mình đang bị thiếu đồ cho nó. Nhìn hơi kinh tí. Thần pháp. Thằng này có chưa có AV. Tự ngựa 9. Đồ này thì cứ chân đất thôi. Một ném 12. Rồi bắt đầu đến hiệp khách. Đến 3 thằng anh hùng. Tam nương. Ok, nhìn cấp nhiều quá. Tiên tỷ tù trưởng. Nữ tướng quân. Ok. Ta tiếp tục. Rồi, tiếp theo nhiệm vụ là đây, triều đình. Cái gì? À, cho lính vào thành nữa chứ. Phát triển nội chính này. Xây dựng hậu danh để có thể đội tuần tra đây, có thể. Xây cái này này, có đội tuần tra này. Đi vào nội chính. Đi vào quân doanh. Cho lính vào. Hỏa thương. Lấy ra. Mình sẽ cất hết tất cả quân xịn vào. U lương. Hỏa thương này. Hắc ưng đâu à? Hắc ưng này. Mình sẽ bắt đầu sưu tập lính hắc ưng này. Tiên tỷ tù trưởng này. Nữ tướng quân đã. Đồng chắc bộ binh không?
Tây Lương Thiết Kỵ này, Nữ Tướng Quân này, Sư Tử này, thăng binh để đi đánh nhau cho chết bớt đi. Bọn đấy là luyện để thủ thành nhá, hộ vệ kinh nghiệm. Hà Bắc xạ thần kinh, xông pha hổ báo kỵ, ôn hầu bộ binh. Cả cầm đi cũng được, kinh kỳ. Nguyễn Giả có mấy thằng anh hùng này, xong thằng nào có máu thì cho nó vào thôi, bởi vì là để trong thành nó không hồi máu. Yeah. Thực thi nghỉ ngơi đã. Nghỉ ngơi một ngày. Quên mất chưa thu phục. 16, 16 thằng gì ấy nhỉ? Hán Đình Nghĩa Quân, à, Hán Đình Nghĩa Quân. Tần Pháp. Ok, tiếp tục nghỉ thôi. 10.000. Ô, chọn cờ. Nhiều cờ thế nhỉ? Việt Nam là không chơi quả cờ đỏ đi. Ok. Rồi bây giờ quên mất thằng thằng Hạ Hồng Lam rồi. Thằng nữ bố nó mượn của mình. Ok, đã đọc tiếp nhiệm vụ. Tấn công Thành Dương. Ok, đã tiến nói bạn đến bất thường ở Lạc Dương. Tiến về Lạc Dương, trên đường đi sẽ gặp tiểu đội Nhẫn Giả màu xanh dương, khoảng 60 quân. Mục tiêu tra cuối cùng, tiến vào cảnh huyết chiến Lạc Dương. Ê, hay đấy, nghe chữ huyết chiến là hay. Từ từ. Phần đấy. Nhẫn giả đang cần. Làm tí nhẫn giả. Có thượng nhẫn giả không nhỉ? Hello. Ôi, nó có 6 lòng kìa. Mình ngu. Mình đi nhặt cái chùy của mình vừa lấy đâu ấy nhỉ? Chùy đâu rồi? Mình chết chỗ nào nhỉ? Chùy. Không nhặt được à? Mình chết chỗ nào nhỉ?
Nó đang giết con voi rồi, giết con voi của tôi rồi. À, voi chưa chết, may quá. Ok, xem tù binh bắt được mỗi thằng đối tượng những giả. Xem hệ thống. Oh. Ok, tiếp tục đến Lạc Dương. Ta sẽ đến Lạc Dương. What the fuck? Sao lại... Thằng nữ bố nó bị bắt phát hỏng nhiệm vụ kìa. Ôi giời, Hạo Lan ơi, là mày ở đâu? Anh hùng mày. Không có hàng à? Đến Lạc Dương. Lạc Dương kia. Đi đến Lạc Dương điều tra. Mình đồ này chạy như vịt. Ôi giời. Tướng sĩ của bạn báo cho bạn biết phát hiện đao phía trước, muốn bạn cẩn thận chút. Oh, ok, trang bị cẩn thận nhất. Khao thưởng bạc lớn. Đứng từ từ đọc tốc nhiệm vụ. Đi vào Lạc Dương. Đi vào Lạc Dương. Cái gì? Và chọn một điều tra cuối cùng, tiến vào cảnh huyết chiến Lạc Dương. Ê, fuck. Oi, you there! Stop! Mà mình đang nén nút thì mình sao mình có đồ mình ấy định được. Đâu rồi, ok, tiếp tục này. Điều tra tình huống. Ô, ma vương hộ vệ ơi, bọn này đánh đuổi đấy. Nhưng chỉ được thôi, để chém giết hắn. Ui, quên là tao có đội thần thánh à? Ôi. Cứu! Fuck a bitch. Phải chơi lại. Ôi khó đấy. Đại loại nó bảo mình là phải các bạn ấy bảo mình là phải đánh thắng.
Tí mình sẽ chạy. Mình sẽ chạy. Còn này mình sẽ chạy. Ok. Ui. Trường Xuân Hoa bị đánh rất. Ok, chỗ này có vẻ an toàn đấy. Ui, chết hết rồi kìa. Khó thế nhỉ. Tôi bắn cả vào quân tôi rồi. Ôi. Đoạn này không thể bắt được mà mình phải đánh thôi. Chạy. Mấy người thì ta chạy. Đâu rồi? Cung đâu rồi? Kịch tính thế. Sao mày tránh được tên? Cút. Đạp cái cứt. Còn đông thế. Ok, lên mái nhà. Chết đi. Ý. 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 Tí chết. Đồng đấy. Có một thằng đứng đó bắn. Không có máu ăn à? Ý nó bắn. Ui nó bắn. Ui nó bắn. Chết đi. Chết đi. Mày đáp trượt thì mày chết đi. Đâu nữa. Ui thằng này đáp. Còn một thằng nữa kìa. À bitch. Còn thằng dưới chân mình.
hai thằng à? Hai thằng này. Được rồi. Một thằng nữa. Đầu tìm thế. Chơi này chết thôi mất. Ok, bình tĩnh nhá, một thằng nó đáp chết là thôi mình nghỉ video luôn đấy. Rồi. Video này hơi dài. Nhưng mà nhiệm vụ này thực sự là khó nhất game rồi. Cái chuỗi nhiệm vụ này nó khó nhất game rồi. Xem nó đâu đã. Thằng khốn mày đâu? À, định lấp sau tường hả? Thế thì tao sẽ đi lên trên mái nhà. À, lên. Ok. Như một nhẫn giả. Đâu? Ở đây à? Rồi ok. Chắc là nó không có vũ khí đâu. Đâu? Đâu? À. Bit. Bit. Xong rồi. Bọn cố sẽ trải qua nhiều nghỉ ngơi, đó hết các bị thương hết rồi. Thăm hỏi tình huống một phen, ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta đến U Ma Binh Kiếm, Ma Binh Trường Mâu. Ui. Ôi, có khi là mình sẽ dừng video ở đây thôi bởi vì nó dài quá. Video sau mình sẽ làm tiếp. Hay đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.